Mẹ, con chào mẹ. Con đang ghi tí hình ảnh trong cái video này để mang sang bên nhà con ở bên kia mẹ. Xa quê hương lâu quá rồi, vài ba chục năm xa quê hương rồi, hôm nay con mới về nhà ghi lại tí hình ảnh để mang sang cho các con các cháu lên đấy được viết một chút không gian cây cối ở gia đình của ông bà. Đấy, năm trước thì con cũng ghi rồi nhưng mà nó cũng thời điểm đấy thì nó cũng có cây, nhiều cây có hoa, nhiều cây chưa. Thời điểm này thì mới Tết xong rồi, cây đâm chồi này lộc đẹp lắm nhưng mà cũng nhiều cây chưa có hoa. Giờ nó đang là vào xuân Việt Nam. Bác trưởng mới làm cái này đẹp này kìa. Bác trưởng mới làm thêm cái phần bao xung quanh bàn thờ này. Đẹp quá. Đấy, đây là chỗ gian thờ tổ tiên các cụ các ông bà. Ngày xưa làm nhà xong thì bác trưởng chắc chưa làm cái khung đấy. Đấy. Đây, mẹ già của vườn của anh đây. Mẹ già của vườn của anh đang ngồi có mỗi mình đây. Đó, mẹ ở nhà thì có các anh, các chị, các cháu chăm sóc mẹ rồi. Đấy. Con mở lại tiếng giả đi đi ngu nhờ. Vừa con thì như là ấn vào cái nút mất tiếng hay sao ấy. Đấy. Đấy. Rồi ok. Đây phòng ba đây, phòng mẹ đây. Rồi. Thế trong phòng của mẹ tivi có còn hoạt động được không? Được. Vẫn xem được à? Thế có thích xem vẫn xem được. Giờ ít khi mở đúng không? Toàn xem ở phòng khách rồi đúng không? Đấy, các cháu mua cho mẹ cái tivi to ấy. Thế tivi này mẹ xem vẫn nhìn được chứ? Vẫn nhìn được à? À, thế được rồi. À, trong phòng ngủ mẹ vẫn xem được hả? Đấy, bác trưởng làm cái tranh đẹp thế. Đấy. Đấy, tranh này tranh thêu đúng không mẹ? Tranh thêu đúng không? Đấy, mấy cái cầy góc trong nhà đẹp, kêu cái bình đẹp thế. Đấy, có con cún con này. Cún con cứ chạy lăng sang cái bình này đẹp nha. Đấy. Theo cái bình này nè. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp lắm, gốc cây này cũng được. Toàn bộ cây cối còn lại những chậu cây, những gốc hoa trong không gian nhà của ba mẹ vườn của anh thì là do ba vườn của anh trồng để lại đã được nhiều chục năm tuổi như các bạn đang xem ở phần đầu của video. Con thích nhố mẹ ấy, thích nhố mẹ ấy. Nó là em bé mà. Đấy, thịt nô á. Lão ấy mà bây giờ mà nô với lão thì lão không cắn, nhưng để lão lại lão cắn ngay. Đấy, vườn của anh về thăm gia đình vào cái dịp Tết Giáp Thân. Đấy, vườn phòng của vườn của anh ấy đơn sơ đấy. Thế là thăm gia đình về cái vào dịp Tết này. Đấy. Đấy, chị gái mẹ đang nấu cơm rồi. Mấy chục năm rồi các em, các anh, các chị đi vắng này. Xa nhà thứ bảy chủ nhật mới về được. Đây là toàn bác chăm mẹ, chăm bố đây. Bây giờ ba mất gần 10 năm rồi. Bác nấu nướng, cơm nước chăm sóc bà đây. Chào chị nhá. Đấy, chị không lập gia đình, chị vậy để trông ba mẹ đây. Các anh các chị ở gần thì mới về thăm ba mẹ vào cuối tuần hoặc giữa tuần được. Thế còn một nửa những người con thì ở xa tận nước ngoài, 1-2 năm mới về thăm ba mẹ được. Nhiều khi lại vài năm mới về thăm ba mẹ của mình được. Đấy, chị cứ làm đi,
Đấy, chị cứ làm đi. Em ghi tí hình thôi, không sao đâu, chị cứ làm đi. Quay tí hình ảnh thôi, không có gì đâu chị. Chị cứ việc. Rồi, ok. Năm nay mùa đông nhà có vẻ hơi lạnh này nhỉ? Hơi lạnh tí nhỉ? Lạnh làm sao đúng không? Con ghi tí hình ảnh thôi. Ghi tí hình ảnh sang để các con các cháu biết nơi quê hương tổ tiên thôi. Rồi, thế bây giờ con xin phép ba con dừng ở đây nhá. Con xin phép ba con ghi tí hình ảnh nữa. Đấy, mẹ già đấy. Mẹ già có vườn hoa anh đấy.